Chào mừng quý và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì để giải đáp thắc mắc cho quý vị về và các bạn, quý và bà con về máy vặt lông gà lông vịt của Điện Máy Cường Linh như thế nào, thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến video quay chi tiết, các chi tiết của máy, vặt lông gà lông vịt do bên sử chúng tôi sản xuất. Đây thì đây là tổng thể bên ngoài của máy. Thì máy tổng thể làm được bằng inox hết, rất là sáng đấy, rất là chắc chắn. Tổng thể đứng lên đây rất là chắc chắn luôn. Cái máy vặt lông gà lông vịt này thì là con này là đường kính có 60, đây đường kính của máy là 60 phân đây đấy. Thì vặt lông gà lông vịt thì có lồng 50, 55 hoặc là 60 thì tùy vào nhu cầu của quý vị và các bạn. Thì ở đây máy này là máy vặt lồng 60, máy có hệ thống phun nước này, cao su thì rất là mềm đấy, mối về khoảng cách giữa các cao su này thì là 10 phân. Đây, giữa các cao su và 10 phân và khoảng cách giữa hàng với hàng này thì là 6 phân. Đấy. Máy thì được làm bằng inox. Đây. Rất là chắc chắn. Tự làm tại xưởng nên gia công, trình độ gia công cao đây. Rất là êm luôn, không sợ đứt tay đứt chân gì hết. Đây là cái chỗ để lông và nước nó chảy ra. Đây, gia công không inox các góc, làm rất là cẩn thận để không sợ đứt tay đứt chân. Đây núm cao su rất là mềm. Núm cao su thì được thiết kế rất là khoa học nhé. Đây, nhìn rất là đều. Quay rất là êm. Đấy. Chỉ nghe tiếng động cơ thôi, không nghe tiếng máy. Máy này thì có van nước ở đây. Quý vị và các bạn bỏ vào nước ở đây. Và nước sẽ, đây có một lỗ này. Đây có một lỗ này. Các lỗ sẽ được đục đều ở trên cái vành này. Nó sẽ chảy xuống. Còn ở đây là có ba cái núm cao su lắp ngược này. Tác dụng của nó là để nó quét sạch cái lông ở bên dưới. Cái này là có ba núm cao su ở đây, nó để quét cái lông bên dưới cho nó sạch ra, lông sẽ nó sẽ chảy ra đây. Đấy. Máy chạy động cơ motor toàn phát 100% dây đồng. Công suất 1,5 kg. Bảo hành động cơ cho quý vị và bà con là 12 tháng. Đấy, quay rất là êm luôn. Rất là chắc. Thì, quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy vặt lông gà, lông vịt, vặt lông chó. Vặt lông gà lông vịt thì lồng 50 này, 55 này, 60 này, 70. Còn vặt lông chó thì dùng lồng 80. Và còn có cái vặt lông dê lồng 120 nữa. Tùy quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy vặt lông gà lông vịt thì vui lòng liên hệ Điện Máy Cường Linh. Địa chỉ 923 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội. Đấy. Chúng tôi vận chuyển hàng và giao hàng trên toàn quốc. Quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, thanh toán tiền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Điện Máy Cường Linh. Bấm đăng ký kênh của chúng tôi để xem các video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.